Hello, hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nhân đây. Tôi sẽ review một cái đồng hồ chỉ với giá 89k. Vâng, bạn không nghe nhầm không? 89k thì xin giới thiệu với các bạn. Đồng hồ M5 được mình mua trên Shopee. Và các bạn có thể tham khảo cái link mình đặt ở bên dưới để quyết định xem có mua nên mua đồng hồ này hay không. Nhưng mà cái đơn vị vận chuyển hàng cho mình nó hơi bị bậy một tí là vì nó ship mà kiểu hộp mình nó bị méo móp các thứ luôn, nên là không bị ảnh hưởng gì đến cái sản phẩm bên trong. Thì có một cái cách hướng sử dụng thì mình có bao giờ đọc đâu, tại vì nó là tiếng Anh vậy, thì tiếng Trung, những người chơi hệ ngu tiếng Anh và không biết tiếng Trung như mình thì sẽ không học hướng sử dụng mà sẽ tự mở tính năng đấy. Thì chúng ta sẽ có một cộng dây sạc, đây là cái đồng hồ của chúng ta, và chúng ta sẽ có một cộng dây sạc, đây chính là dây sạc USB luôn. Vâng, 89k các bạn không nghe nhầm, 89k có một chiếc đồng hồ có thể sạc bằng cách đấu 500 USB, sạc rất dễ, cắm vào nguồn điện thôi. Đây thì mình sẽ cắm vào cục sạc dự phòng của mình, đấy nó đã lên pin rồi, chuyện không các bạn. Thôi thì chúng ta sẽ bỏ qua cái việc sạc pin một tí để tìm hiểu một chút về tính năng. Thì cái đồng hồ này thì nó sẽ có cái màn hình là kích thước là tầm 0,76 inch theo như nhà sản xuất có công bố. Đấy thì cái đồng hồ này thì có những cái công dụng gì? Thứ nhất là các bạn nhìn thấy thì nó có thể đo lịch giờ cũng như là hiển thị cái số bước chân hay là số nhịp tim, nhưng mà bước chân với nhịp tim ở đây thì nó khá là fake, vì vậy nên mình sẽ không bàn tới. Ok, thì cái đồng hồ này nó sẽ có đây tính năng nhịp tim này và tính năng thể thao, ví dụ như bạn chơi thể thao như thế nào xong rồi sẽ tính lượng calo cho các bạn, và đọc tin nhắn. Cái đồng hồ này nó sẽ kết nối với lại điện thoại của chúng ta để có thể đọc được cái tin nhắn. Đấy, tính năng ngủ, giờ tính giờ ngủ, thời tiết và âm nhạc. Tính năng ngoài ra cái đồng hồ này còn có thể điều khiển được nhạc trên thiết bị điện thoại của chúng ta để nó cắt nhạc được, khá là xịn sò, khá là hữu ích. Okay. Và bên tính năng thêm thì chúng ta sẽ có là điều khiển camera để có thể chụp hình camera của điện thoại của bạn và tìm kiếm điện thoại hoặc tìm kiếm đồng hồ khi mà hai thiết bị kết nối với nhau. Có thêm cũng như là thêm ở thêm ở đây thì cái giao diện ở đây thì đây là nó sẽ có ba cái giao diện mặc định, và chúng ta có thể thay đổi được thêm mà chỉ thay đổi được cái hình nền kiểu kia. Đây ví dụ như hình của đây mình hồi sự kiện thì mình đã đọc thay đổi cái hình nền như này và cái thiết bị khác đấy. Và đây sẽ là cái mã QR code để mình có thể dùng điện thoại của mình để mà tải cái app điều khiển cái đồng hồ này. Ngoài cái tính năng coi giờ thì theo nhà sản xuất mô tả thì đồng hồ này còn có tính năng chống nước, nhưng mà mình thì không khuyến khích các bạn nếu có mua đồng hồ này về thì cũng không nên ngâm nước để thử. Mình nghĩ đối với cái mức giá này thì cái việc chống nước của nó chỉ dừng lại ở việc đi mưa thôi, nghĩa là đi mưa các bạn lau đi thì vẫn có thể xài được thôi, chứ nó không hoàn toàn chống nước ở dưới nước, nên các bạn không được mang cái đồng hồ này đi bơi hoặc là ngâm trong nước. Đấy là mình khuyến cáo nhé. Đấy thì đó chính là sơ lược về tính năng của đồng hồ M5 của mình trên tay đây. Và bây giờ mình sẽ thử kết nối đồng hồ với lại điện thoại. Thực sau khi quét cái mã QR code này thì nó sẽ có một cái ứng dụng có tên là Fit Pro. Ứng dụng này thì mình có thể tải ở trên Play Store hoặc còn máy các bạn nào có thể quét được thì các bạn có thể cứ quét thôi. Đấy thì ứng dụng Fit Pro này thì nó sẽ sử dụng và truyền quyền truy cập của chúng ta, thì các bạn hãy chú ý rằng để xem người ta không có thể ăn cắp thông tin của mình hay không. Đây thì để mà kết nối với thiết bị thì mình sẽ ấn vào trải nghiệm thiết bị về tính năng và mình sẽ bật tính năng gọi là thông tin vị trí lên. Sau khi kết nối thì nó sẽ được bạn sẽ chờ một tí để mà thực hiện thời gian kết nối, và các bạn thấy thì cái đồng hồ của mình đã kết nối với lại điện thoại. Nếu khi kết nối điện thoại thì đồng hồ này sẽ hiển thị biểu tượng như thế này, biểu tượng có một biểu tượng ở trên, và chúng ta sẽ có những cái tính năng ví dụ như là tìm kiếm vòng đeo tay để có thể tìm xem thử vòng đeo tay nó ở đâu. Khi ấn tìm kiếm vòng đeo tay thì nó sẽ rung lên như thế này, bạn sẽ ấn một cái để tắt nó. Thứ hai là sẽ có tính năng nâng cổ tay lên để bật. Thì tính năng này thì nó sẽ giúp cho cái thiết bị của bạn đó, thì bạn nâng lên như này là sẽ bật màn hình lên đó. Tùy thuộc vào cái lượng pin nó cũng ảnh hưởng đến cái việc bật đồng hồ hay không, tại vì khi mà yếu pin quá thì đồng hồ sẽ kiểu nhận diện và đồng hồ nâng cổ tay lên hơi lâu, nhưng mình thấy là cái khả năng nâng cổ tay của nó thì cũng khá nhanh và nó không lên nỗi tệ so với cái mức giá mà nó đáp ứng. Ở đây đối với cái chức năng quay số thì nó đây vì nó không tiếng Việt nó hơi sai, chứ thực ra cái tính năng quay số này chính là
tính năng để mà thay đổi cái mặt đồng hồ. Và đây chúng ta có một cái mặt đồng hồ mặc định, đây là hiện tại kỹ thuật đồng hồ của mình đang để cái mặt gọi là mặt mặc định của nó. Và bây giờ mình sẽ thử thiết lập cho một cái mặt đồng hồ trên cái đồng hồ này. Ví dụ mình sẽ thiết lập một cái mặt đồng hồ hình viên ra này, mình có thể thay đổi được hình nền. Mình sẽ chọn một hình nền đây, ví dụ mình sẽ chọn một hình nền như này. Để mình chỉ cần ấn vào dấu tích và ấn một chữ đã hoàn thành và chọn hình nền và nó quay xuống toàn bộ. Là khi đó thì thiết bị nó sẽ có thời gian chờ, nó sẽ có thời gian ở đây để mà để nâng cấp á, cũng như là cái đồng hồ sẽ hiển thị cái biểu tượng để mà nâng cấp, thì chúng ta chỉ cần chờ cho thời gian nó xong. Như các bạn có thấy thì khi mà nó đã báo xong rồi thì cái đồng hồ sẽ khởi động lại. Đây, nó sẽ đã hiển thị cái hình nền của chúng ta ở đây. Và các bạn mặc vì cái màn hình nó không được nét cho lắm, vì vậy nên hình nền của chúng ta tất nhiên là sẽ bể, nhưng mà nó cũng chỉ là hình thức thôi. Tại vì với cái mức giá 89k này thì chúng ta không thể đòi hỏi được một thiết bị nó có nhiều chức năng hơn thiết bị này, vừa có thay đổi được màn hình và đặc biệt là nó có thể báo thông báo Facebook nữa. Khi mà các bạn ấn vào cái đăng gọi là cài đặt nền, các bạn có thể cho phép nó để có thể mở được cái thông báo của một số cái ứng dụng. Và chúng ta cũng sẽ có tính năng đồng hồ để có thể tạo báo thức cho một cái đồng hồ, để khi mà báo thức thì nó sẽ rung lên. Đồng hồ này không có loa nha các bạn, nó chỉ có thể rung lên thôi. Thì khi mà mình đeo trên tay thì mình ngủ, khi mà mình đeo trên tay thì báo thức lên thì mình có thể rung, mình có thể cảm nhận được. Và đây sẽ là tính năng ít vận động. Thì cái tính năng này thì mình cũng không có tìm hiểu nhiều, nhưng mà nó đại khái là nó sẽ nhắc các bạn để vận động cơ thể như thế nào. Và đấy là một số tính năng của cái đồng hồ này. Ngoài ra thì nó cũng có thể đo thêm bước chân cũng như là cái lượng calo hay khoảng cách gì đấy, nhưng mà thật sự là đối với cái giá tiền của đồng hồ này thì mình không thể tin tưởng cái độ chính xác của nó lắm. Cái con số của nó cũng chỉ là tham khảo hay là cho vui cho có thôi. Và đấy là tất cả những gì về cái đồng hồ 89k mà mình mới mua được trên Shopee và trải nghiệm được một tuần, mình thấy nó khá là tốt. Vâng, thì đó là tất cả những gì về đồng hồ. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì các bạn hãy nhấn like, đăng ký kênh YouTube của mình để mình có nhiều động lực để có thể làm thêm những cái video khác phục vụ cho các bạn. Và cảm ơn các bạn theo dõi. Chào tạm biệt.